Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay một câu chuyện cũng khá đặc biệt. Hai má con đã lặn lội từ những tỉnh xa xôi ở dưới miền Tây lên Biên Hòa, Đồng Nai nhờ anh em tìm kiếm cho một anh đẹp trai, trẻ, khỏe. Thì liệu ngày hôm nay hai má con có tìm được một anh nào ưng ý hay không? Thì cô cùng chờ đón sau ít phút cô nhá. Rất là nhiều anh đó. Thì trước khi vào câu chuyện này cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe câu chuyện hấp dẫn ngày hôm nay. Rồi thay mặt anh em xin chào hai má con nhá. Rồi thế thì cô giới thiệu một chút xíu về bản thân của mình nào. À, cô tên là Danh Thị Sương. Năm nay cô sinh 1964. Cô ở Cần Thơ. Rồi, gì nó. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô năm nay tuổi Tây, tuổi ta thì 60 mà tuổi Tây thì 59. Cô gọi là U60 đi ha. Dạ. Rồi, cô U60. Thì hôm nay cô lên chương trình, cô đi từ một tỉnh rất là xa. Dạ. Thì cô lên đây có mệt không? Cũng mệt nhưng mà điều vì tình yêu là không có mệt. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tới đây hết mệt rồi đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, thế là giờ là chắc cũng xa 400-500 cây ấy nhỉ? 200 mấy cây à? Dạ, 206-208 vậy. Dạ, thế thì hôm nay cô lên đây thì cô giới thiệu chút xíu về bản thân, về cái điều hoàn cảnh gia đình của mình như thế nào? À, cô có ông xã mà có đứa con thôi năm nay là mấy chục năm rồi. Có đứa con gái, tập đó có con gái là có 1 tuổi, giờ con gái năm nay nó 30 mấy tuổi rồi. Là từ đó tới giờ. Rồi, là cô sống độc thân bao nhiêu năm rồi? Cũng gần 30 rồi đó. Trời ơi, mấy 30 năm rồi đó. Lâu vậy hả? Là hồi đó mình chia tay hả? Chia tay. Nhưng mà chia tay hồi đó thì cô còn rất là trẻ. Trẻ. Mà sao cô mới có 31 tuổi. Mà sao đâu đó cô không lấy chồng? Không biết. Không có duyên nợ gì vậy chú. Cũng nhiều người thương lắm. Nhiều người thương. Nhiều người mà đều không có thích. Cô xinh gái mà. Xinh gì, mập bự cũng chết xinh. Mập bự là bây giờ 60 tuổi thôi. Chứ cách đây 30 năm thì nhìn nó khác chứ. Đúng không con? Sang mập cái gì mà. Con thấy má sao con? Nó thấy má đẹp không con? À, má sang nữa. Nhìn má mà con ngon lành lắm. Dạ. Rồi thế thì cô lên đây á thì nghề nghiệp cô giờ đó cô đang làm công việc gì? À, cô hồi trước á lên đây á thì lên Đồng Nai này á thì cô làm nấu ăn cho công ty. Nhưng mà điều bây giờ cái cô không nấu nữa, công ty nó nghỉ rồi, cô không nấu nữa, cô nghỉ. Nghỉ công ty năm nay là cũng cỡ 2 năm rồi. Giờ cô về quê. Về quê nhà, quê Cần Thơ á. Dạ. À, rồi cô làm gì chị? À, cũng mua bán. Là cô làm cái mua bán gì hả? Mua bán cơm, hủ tiếu, gì, hộp bánh mì, heo quay, xá xíu rồi gì đó. Là cô mở quán ăn hả? Dạ. Trời ơi, giỏi quá. Là mình mở tại nhà mình luôn hay mình thuê? À, thuê, thuê mặt bằng. Ồ, có thuê mặt bằng lớn không? Nhỏ mà. Dạ. Ừ. Vậy có ai phụ cô không? Một mình làm. À, có đứa cháu ngoại. Vậy bây giờ mà lấy ông nào về là ông nó phụ cho đúng không? Là về là ăn bún hủ tiếu rồi xá xíu thoải mái luôn. À, với pha cà phê cho uống rồi. Cô pha cà phê cho uống nữa. À, đã luôn. Đặng mà tối thức. Xa luôn. Pha cà phê uống đặng ngủ không được tối thức. Là cô lo tụi anh nhét luôn. Dạ. Trời ơi, đã. Làm với chủ, chơi với chủ, tối ngủ ôm chủ luôn. Quá đã. Thế nhà mình có gần chỗ đó không? Xa. Cách khoảng mấy cây cách hả? Cách cũng cây mấy, 2 cây á. Ui, cây mấy, 2 cây mà xa cái gì? Quá gần. Thế là buổi tối là cô bán hàng từ mấy giờ mới nghỉ? Bán giấc sáng nè, bán buổi sáng nè. Ồ, buổi sáng thì trưa thì về ôm nhau nghỉ. Rồi bán trời buổi sáng ơi, thôi, buổi trưa đã. Buổi nghỉ. Thế nhà già mình là... cái là bán ít thôi. Bán nhiều quá làm đâu nổi. Bán đủ ăn thôi cô. Dạ. Thế thì cô bán được bao nhiêu năm rồi? Bán cũng mấy năm rồi, cũng 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi. Thế thì cô... Bà nghỉ công ty giờ là bán đó. Ồ, vậy là cô nấu ăn rất là ngon. Thế hồi đó cô ở nhà rộng không? Nhà cô bề ngang 5m, bề dài vô 22-25m vậy. Ồ, hơn 100m2. Hơn 100m2. Là một mình ở?
ở dưới hồi xưa giờ là lấy chồng có 1 năm rồi đầu về với mày với mẹ đó, ở đó rồi ông bà mẹ ông ba má trên mắt đi rồi thì ở đó với thằng em Út. Dạ. Có ở chung mà đâu có em ở Út, em Út giờ có gia đình không? Có gia đình thằng trai á, thằng em trai á. Nếu bây giờ mình lấy chồng về mình ở chung cái nhà nó được không? Hả? Lấy chồng gì ở chung cũng được, mà mình muốn lấy chồng mình lấy mình về bên chồng mình đi cho nó dễ. Ở đâu cũng được hết đúng không? Ở đâu cũng được hết. Có nghề mà mua bán. Có nghề mua bán. Đúng rồi. Thế thì bao nhiêu năm rồi, hơn 30 năm sống độc thân, thế thì tại sao mà cô lại quyết định là bây giờ mình đi tìm một nửa hạnh phúc cô, của mình? Cô không hiểu nữa, tự nhiên cái thấy nằm sao nó buồn bã quá, cái đầu cái cô lên này nè. Cái cô coi cái đứa cháu ngoại cô nói, bà ngoại giờ ngoại nằm ngoại buồn đó, con bóp chân bóp cẳng thôi, giờ ngoại đi kiếm người đi ngoại. Dạ, đặng bóp cưng bóp chân bóp cẳng cho ngoại con khỏi làm. Cháu ngoại bao nhiêu cháu tuổi ngoại rồi? Cháu ngoại năm nay học lớp 8 rồi. Ồ, lớp 8 có 14-15 tuổi. 14-15 tuổi mà nó bự rồi đó, cô nuôi nó từ nhỏ tới lớn luôn. Con đó. Gái hả? Gái. Ồ, bạn thương ngoại quá ha. Ừ. Thế thì hồi trước giờ cô quen ai lần nào chưa? Chưa, không quen ai hết á. Không quen ai luôn? Không. Sống 30 năm tới giờ là sống như vậy luôn? Sống với con với cháu vậy thôi. Để hàng trưng bày thôi. Để trời, cho thèm chơi uống, vậy đó. Uống giấy. Hồi đó cô mới ba mấy thì còn trẻ quá trời mà. Ơi. Bà nói cô có 31 tuổi hả? Mà bao chắc nhiều người theo cô lắm á. Cũng nhiều á. Ừ, mà làm như là không có duyên chú ơi. Nhưng mà 31 tuổi mà sao để hàng trưng bày uổng nhảy. Ai biết đâu à, làm như không có duyên. Dạ, thành ra giờ cái nằm buồn buồn cái cháu ngoại nó suối đó. Dạ. Thôi cũng tùy duyên cô nhé. Tùy duyên. Đi lên cho vui thôi. Có rồi có, không có thì ở với cháu ngoại mình cũng được, có sao đâu. Nhưng mà mình vẫn muốn là có hơn chứ nhỉ. Dạ. Mình đi mấy trăm cây số ở đây đâu có phải là chuyện đơn giản đâu. Dạ. Thế một cái mẫu người cô đang tìm kiếm thì độ tuổi khoảng bao nhiêu? Cỡ 60-70 trở lại thôi, đừng giàu quá. 70 ha. 70 đến 60. Dạ. Mà trẻ hơn chút xíu là được không cô? Được. 50 được không? 50 nó chê mình bà già lái máy bay thì sao? Có đâu. 50 cũng có người ta thương thật lòng chứ. Ai biết đâu. Lái máy bay cũng được có gì đâu. Quan trọng là mình có sức để lái không thôi. Đúng không cô? Thôi lớn hơn cô đi. Thí dụ nhỏ hơn cô 1 tuổi, 2 tuổi cũng được. Mà lớn hơn 4-5 tuổi cũng được. Cái đó tùy duyên ha. Dạ tùy duyên đi. Bây giờ thôi tùy duyên đi. Rồi có càng à cả. Đại gia giàu có gì không, hay là chỉ cần công việc ổn định là ổn, được công rồi. Việc ổn định được rồi, vợ chồng thương nhau lo đùm bọc cho trở về già cuối đời thôi, không có suy nghĩ gì tiền bạc nhiều đâu. Bởi vì cuộc sống của cô giờ cũng phải ha, cô cũng lo cũng hai bữa cơm được rồi chú, nó thiệt tình luôn á, chứ không có suy nghĩ gì đòi đại gia đại gì đâu. Hiển vợ chồng sống hiểu với nhau là được. Yeah. Lo lắng cho nhau thì trở nãy, về già. Hồi nãy cô nói là cô có mấy người con ha? Có một. À, có một đứa con gái thôi. Có đứa con gái. À, có đứa cháu ngoại thôi. Có đứa cháu ngoại thôi. Vậy thì bây giờ cái cuộc sống của cô nó có ổn không? Mình sống vẫn khỏe chứ ha? Giờ sống cũng khỏe đó. Giờ cũng mua bán, giờ là vậy cũng... Kiếm chú nào về đó rồi phụ cùng nhau làm, cùng nhau ăn. Còn không bán nữa thì mình về theo chú đó, về bên nhà chú đó sống cũng được. Gì đâu. Thôi mình ở riêng đi, cho thoải mái. Ừ, ở riêng còn ở chung với em Út nó cũng khó, phải không? Ừ, mua cái nhà nào nhỏ nhỏ như đó ở cũng được. Tiền đâu mua. Tiền. Có nhà mình ở rồi về đó mua, về đó ở đi, mắc cái gì mua nó cho tốn tiền nữa. Ừ, đúng rồi. Đúng không? Tiền nó để dành mình dưỡng già đi, vợ chồng già nữa sau này bệnh hoạn đau ốm mình tiền lấy tiền đó mình lo. Đúng rồi. Đúng không? Mua làm chi? Thế thu nhập của cô bán một tháng gì nhiều không? Thu nhập mua bán chắc cũng đỡ hả cô ha? Cũng đỡ, cũng kiếm ăn được. Chứ không có làm giàu làm có gì đâu chú ơi. Rồi, nói chung là thời buổi bây giờ mà thời buổi kiếm giờ 15-20 triệu là ngon khăn. Rồi. Dạ. À, bán cà phê nữa. Đúng rồi. Cô ấy nói chung ra cô ở giường nhưng mà điểm cái cô đồng bái cô có biết. Dạ. Cô biết mua bán thôi chứ còn mà ra đồng ra bái đi cắt lúa đồ nó kia cô không có biết đâu, cô sợ sâu cô không có dám ra. Ở đồng thiệt nhưng mà điều cô không có biết ruộng nương là cái gì hết. Tối ngày ở ngoài chợ mua bán thôi. Thế cô bán về có mấy chú nào gần gần đó lại phụ cô không? Không. Mấy chú đó sao ở dưới không có ai lại phụ. Quá. Không biết chắc mình không có duyên gì á. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc.
Thế bây giờ cô lên cô tìm một chú thì cái tính cách như thế nào? Thật thà. Dạ. Hiểu cũng như cô hiểu chú đó hiểu cô là rồi cái như cô không thích về chú đó là sao, tính tình sao, hút tính thuốc nhậu tình, gì không nhậu thì ít thôi, già rồi đâu có nhậu nhiều đâu chú ơi, chừng 1-2 ly lon 2 lon thôi chứ đừng có gia trưởng nha. Cô có tánh cô là chú biết rồi đó, vui vẻ gia trưởng khó khăn không được, phải vui. Vui vẻ hòa đồng. Vui vẻ hòa đồng được rồi, chứ còn tiền bạc không quan trọng. Không quan trọng đâu, quan trọng cái tình cái nghĩa. Yeah. Đấy. Nhưng mà cô có một cái, chắc cô cũng phải có một cái suy nghĩ nào đó mà thúc đẩy cô, mà mình đã ở như vậy 30 năm mà bây giờ cô quyết định cô lên đây. Thì có điều gì mà nó động lực cho cô lớn như vậy? Đi cho ngoại. Hôm nay ngoại giờ ngoại đi lên đăng ký, ngoại kiếm ông ngoại đi cho bà ngoại, cho ngoại bóp chân cơ, bóp chân bóp cẳng cho ngoại trải nghiệm rồi cho ngoại ngủ, còn khỏi làm cái chuyện đó cho ngoại thế bà thế con đi bà ngoại. Có phải hôm trước mà chính cháu gái của cô đã gọi điện cho con không? Đấy, là bà là chú ơi, chú kết nối cho bà ngoại con một ông đúng không? Đấy, rồi đấy. Nhớ rồi. Trời đấy, ơi bé đó đó. Hồi trước mà con không hiểu tại sao mà cái đứa cháu nào mà nó lại gọi điện cho mình. Nó bảo là chú ơi chú, bà ngoại con muốn tìm chồng. Ngay cô mới lên. Hóa ra là cô. Không, cô người cháu cũng khá đặc biệt. Dễ thương lắm, mấy cháu nó ngoan lắm, nó dễ thương. Thôi thì cái mưu cầu hạnh phúc thì ai cũng cần, ai cũng có. Có thể xã hội sẽ có người nghĩ thế này, có người nghĩ thế kia, nhưng mà mình sống cho bản thân mình. Đúng rồi. Cô nhá, đây là mình sống cho bản thân mình. Đúng rồi. Mình sợ người ngoài đâu có ai nuôi mình đâu. Sau này cháu cô lớn thì nó cũng đi học. Nó cũng đi học rồi nó đi lấy chồng. Rồi một mình cô cũng lủi thủi thôi. Lủi thủi. Đó nên là cũng là tất nhiên là lên đây á, thì ai cũng muốn là tìm một người đàn ông đàng hoàng. Đàng hoàng. Nghiêm túc. Nghiêm túc đúng rồi, chứ đừng có mà xỉn say rồi hả cờ bạc rồi số đuôi số đầu bể nợ bể nần đó không được đâu. Cô có chơi số đầu số đuôi không? Không. Không. Không biết. Cái số kiến thiết và dò mà cô còn biết dò sao. Rồi cái mẫu người mà cô đang tìm kiếm thì cô muốn ở khu vực nào, Bắc Trung Nam hay là ở đâu cũng được? Ở đâu cũng được hết á. Hiển hợp mà hai người thì gặp nhau hợp là được rồi. Cứ thường là ở đâu cũng tầm. Đúng, không có nghĩ gì Bắc Trung Nam gì hết. Dạ. Cô dễ lắm. Dạ, nhưng mà cô còn vẫn lớn tuổi rồi nhưng mà cô vẫn làm ăn được, cô tự nuôi được bản thân là tốt rồi. Cô làm bình thường. Dạ. Nó cô chạy xe đó, tao thấy không? Đi phà phà thôi. Cô cũng khỏe ha, người khỏe mạnh ha. Khỏe. Không bệnh tật gì đâu. Rồi mấy trăm người số. Khỏe, xinh gái dễ thương. Khỏe. Dạ. Cô về mua bán này cô sắp thật lắm. Chú tiếp xúc với cô là chú biết cô làm sao đó. Thật thà đạo đức. Rất là đạo đức, đi đường không phải cô nói chứ. Đi đường gặp ai nghèo khổ là cho hết. Giúp. Mình nhịn ăn chút mình cho người ta đi lết lết tội người ta. Rồi mấy người bán vé số già già đó cô cũng mua. Không biết dò nhưng mà đều cũng mua giúp cho mấy bà. Về rồi thấy đó chứ đứa cháu ngoại, cháu ngoại nó có biết gì thật cô nhớ, trong 30 năm qua cô đã từng quen ai chưa? Có cái ông đó ông cũng thương. Nhưng mà điều mình thấy con cháu lu bu quá rồi ông cũng hơi khó khăn thôi, cô không có thích. Cũng có nhưng mà điều cô không thích thì thôi à. Một thời gian dài không cô? Không, chia tay. Không có ở chung với nhau đâu mà chia tay chia chân. Ủa? Không ở gì vô? Không. Chỉ quen vậy thôi chứ có ở chung đâu mà chia tay chia chân. Không hiền vậy. Đúng không con gái? Chú hiền quá. Đâu có chia tay chia chân, đâu có ở chung nhau chia tay chia chân gì đâu, không có. Tôi cô nói thật, giờ cô về nữa là được rồi, bắt đầu dắt về quê cô. Rồi về hỏi ở quê không bao giờ. Gia đình cha mẹ rất là đàng hoàng, em út từ A đến Z. Mình người thật việc thật. Dạ đúng rồi. Không có mà giả dối, có sao mà nói vậy. Rồi tính tình cô làm sao, cô có hay nóng tính gì không, hay giận hờn gì không? Tính cô là hơi nóng, nhưng mà điều cái thí dụ không phải cô nóng nói một tí rồi cái đầu là hết là thôi. Cô không để bụng. Nhưng mấy chú nào biết chị biết thương là lại nịnh tí xíu là đúng hết. Rồi, như cô nóng cô nói một tí xíu mà không có nói mày tao mày tới nha. Dạ. Nói thí dụ mấy đứa cháu mình làm gì cái
nói con làm gì cũng làm cho nhanh nhanh, con làm gì mà mòng mò vậy, làm ăn gì rồi chừng nào mới rồi công chuyện đi đấy, chứ không có mày tao mày tớ đủ má đủ mẹ gì không. Cô nói thiệt chứ nhỏ lớn cái đời của cô chưa từng mà nói tầm bậy một tiếng, không bao giờ. Dạ. Không biết cãi giả có luôn. Có nhiều người đại gia rồi đẹp trai rồi tới theo cô mà sao mà mình không thích, nói chuyện là không hợp hay sao cô? Giống như mình không có cái duyên đó chú. Dạ. Cái đó cũng không hiểu được, không, không hiểu. Phải là mình nói tốt gì nhưng mà điều lắm như mình không có duyên. Rồi thôi mình cứ năm này qua tới năm kia qua tới năm nọ cứ làm tới hoài vậy. Cứ vậy mà suốt 30 năm. Cứ vậy á. Rồi, hy vọng chứ không phải là mình nói được mình tốt cái gì, làm gì không có tới cái duyên đó của mình. Rồi bố mẹ cũng nói thôi giờ con ấy rồi, giờ con của con cũng lớn rồi, 7-8 tuổi, 9-10 tuổi rồi, thôi con bước thêm bước nữa đi, mẹ cha già không lẽ sống gì, ở gì rồi tao cũng với ba mày cũng chết. Chứ giờ nói chứ cái gì cũng không bằng ông chăm bà chăm ông. Thôi con bước thêm bước nữa đi. Mà mấy đứa em cũng vậy, mà anh ghẻ cũng vậy, mà em ghẻ em dâu vậy, đứa nào nó cũng suối hết á. Ai cũng động viên hết á. Ừ, mà không... Nói chung là duyên chưa tới, tại vì lúc đó chưa xem được những video của tụi con. Duyên tới từ khi mà sau khi xem được những video của tụi con. Ừ. Đúng không? Đó. Đấy. Rồi. Thiệt. Thế thì hôm nay cô lên đây thì để kết thúc chương trình á, thì cô có lời nào cô muốn nhắn gửi tới các chú đang theo dõi cái video này không? Thì giờ tôi thì cũng nói với mấy anh theo dõi trên cái kênh của chú này đang phát mà bác sẽ phát sóng lên đó. Thì mấy anh có theo dõi thì mấy anh có thích thì mấy anh ok. Có thích thì ok thì tụi con sẽ kết nối với nhau nhá. Ờ rồi. Dạ rồi. Thì hôm nay cô đến với chương trình thì cô có cam kết tất cả những điều cô nói là đúng và cô chịu trách nhiệm trước pháp luật với những lời nói của mình không? Rồi có. Dạ rồi. Thế thì cô với lại chị ở đây có đồng ý cho anh em ở đây sử dụng hình ảnh của hai mẹ con hai người cũng như là hình ảnh video này để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống, người cô có đồng ý không? Rồi khi có thì gỡ xuống hả? Khi nào cưới thì đồng ý okay. không? Ok. Rồi, thế thì chị đồng ý không? Đồng ý không? Nói đi. Rồi đồng ý ha, rồi cảm ơn cô với chị nhá. Dạ. Thì cũng hy vọng là hai mẹ con sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương, mẹ cũng tìm được một anh nào đó, chú nào đó phù hợp, chú còn ơi, con thì cũng tìm được một anh nào đó phù hợp. Ừ. Hai mẹ con dẫn về quê ra mắt chồng họ hai bên. Dạ. Nhá. Rồi thì cũng trước khi kết thúc cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất, và đừng quên để lại những lời bình luận góp ý cho cái video này, liệu hai mẹ con ngày hôm nay lên chương trình có tìm được một chú nào, một anh nào đẹp trai hay không nhá. Rồi để anh em sẽ chia sẻ video lần sau. Xin cảm ơn và xin kính chào.